Rồi, chào các bạn. Hôm nay giới thiệu với các bạn về cái tranh dán tường, và cái mẫu tranh hôm nay là tranh vẽ dán tường. Đấy, chúng ta nhìn thấy này, rất nhiều cái mô típ, ví dụ như phong cảnh này. Đó, tranh vẽ đấy thì nó có những cái con đấy. Đấy, chúng ta có thể lướt rất nhiều mẫu tranh vẽ dán tường nha. Đấy, những bức tranh này dùng cho những ai mà thích nó, thứ nhất nó mộc mạc, thứ hai là nó cái độ mà chân thật của bức tranh. Đấy. Đấy. Những người chơi cái tranh này một cái phong cách, phong thái khi mà chúng ta ngắm bức tranh và chúng ta nhìn thấy cái vẻ đẹp của bức tranh, chúng ta ngẫm, chúng ta thấy cái vẻ đẹp toát lên sự đẹp của bức tranh. Rất nhiều bức nha. Bạn có thể khi mà tôi lướt xuống, bạn thích bức nào các bạn có thể kết nối với chúng tôi. Và khi các bạn đặt tranh thì cái kích thước là theo các bạn yêu cầu nha. Kích thước thì lại phụ thuộc vào cái vị trí bạn dán. Rất nhiều cái mẫu tranh vẽ phong cảnh cá bơi đó. Thế thì tranh vẽ này thì chúng ta có thể tùy cái vị trí chúng ta dán thì chúng ta lựa chọn bức tranh cho phù hợp. Cái thông tin liên hệ đặt ở dưới cái miêu tả của video nhé. Rồi, cảm ơn các bạn.